đó, bác sĩ nhận phải lên trả lại ngay là còn quên hay gì. Sao ông này không chịu chạy mà ông cứ lắc hoài vậy? Rồi, làm ra đây. Chiếc đó 1 tỷ đó thầy. Còn quên. Số 3 luôn. Chiếc xe này bằng cấp máy là chiếc xe này. Xe phải ngồi mát không? Dạ. Để tôi mua xe hơi tôi ngon. Xuống hỏi mày không coi đi xe nó nắng không? Coi đi xe này có 100 giờ cho rẻ mắc lắm là 170 triệu á, mát chở được 4 người, 5 người nữa. Tại đó. À, nhưng mà mấy ông nói tao mua xe này là nhà tao mấy chiếc xe hơi rồi. Đó, chiếc nó 3 chiếc vậy là mấy ba tay này đâu nữa. Mấy tay này á mình đi vô rồi. Đã mò. Ra thẳng nhẹ lên đi thẳng lên luôn nè, ra ngoài ngã ba nó rẽ phải ha. Đây chiếc màu xanh này kìa. Chẳng hỏi mô tô mà ngồi phố. Hai chiếc Bình Dương. Màu tím, màu vàng, Bình Dương, màu xanh, chiếc màu xanh mới tổng chấm. Rồi ra rẽ bật tỷ không hả thầy ơi, toàn là giám đốc thì không. Rồi đánh lại giường, đánh lại phải nữa để ý xem đây lên nè, đánh lại phải nữa rồi đi yên đó. Trả lại nhẹ là từ từ. Rồi liếc kính hậu trái kìa, bác sĩ nhận trái ra. Mình ra đường là từ từ vậy đó. Rồi cứ đi lên từ từ, nó còn em nhìn đồng hồ này, nó còn có mười mấy giây. Mình ngồi từ từ tới đó là đèn xanh đi luôn, không cần phải chạy hào hào lên, thấy không? Rồi tắt xi nhan cái đi. Để số 2 đó. Khi thấy xe trước nó dậm ga nó đi, rồi mình đạp ga đi theo. Rồi đạp ga đi luôn. Lắng gì rồi? Nó lắc xe tải rồi nó qua đó. Số 3 luôn, đạp điện hộp 3. Đẩy nhẹ lên. Thả lỏng tay ra. Rồi mở xi nhan trái đi xịt vô lên mình. Biết kiên hậu cái. Không có xe vô lên mình luôn. Đúng rồi. Rồi tắt xi nhan. Về số đạp điện hộp đi bộ. Kéo thẳng xuống. Nói liên hợp nhẹ nhẹ, giờ ra đường mà em nhớ nhìn trái nhìn phải đồ vô tay lái thả lỏng. Tốc độ càng cao tay lái em lấy càng nhẹ lại à, chứ nó không lắc mạnh như kia nữa. Tại vì bây giờ hồi nãy tốc độ của mình 20 thì mình lắc nhẹ thì nó đi, ví dụ như nó chuyển, đã chuyển nửa mét. Mà bây giờ 40 em lắc một cái, một trong khoảng thời gian đó xe mình nó đi tới mét rưỡi à, nó sang lại, nó mạnh, tốc độ mình nó nhanh hơn. Luôn. Ép ngang cái. Rồi, giữ
cái bài học vừa dốc hồi nãy đâu. Nở đi hợp nhẹ lên, nở nhẹ nhẹ, nghe xe rung cây kim nó tụt xuống miễn rồi, để im đó, để im, đừng có nói nữa tắt máy. Rồi bên đây nó tới số 0 mà thả thắng nè, rồi thả thắng đi. Đây đây là cái dốc nè, rồi ga lên, đạp ga lên đi, cứ đạp ga lên, rẽ trái đó luôn, lấy lái trái đi, lấy lái trái, đánh lái trái đi, đó. Rồi ga nhẹ lên, đi số 2, đạp ga lên, rồi đạp đi hộp 2, tay lái để thẳng, cảnh sát lường mình rẽ qua đây rồi, rẽ trái là cứ sát lường đi. Rồi bảo lái vô để ý xe bên trái, tiến hậu trái, lấy lái nữa nè. Cái thằng hai bánh nó muốn chỉ trái thôi. Rồi số 3 liền, bỏ ga ra, đạp liên hợp vô, đi 3, thả ga ra, nở liên hợp hết đã. Rồi đi ở ngoài đường, em nhớ nè, cái làn đường như vậy là của mình, nhưng mà phần an toàn là bên tài là bên trái, lấy xe vô trong chốt, còn bên phải là bên lơ, em bỏ càng rộng càng tốt. Đi xe lúc nào cũng vậy, thí dụ vô đường chặt đồ này kia nó cũng thế đó. Cái mé bên mình đúng rồi, cái mé bên mình là vừa đủ an toàn, còn bên phải tại vì từ vị trí mình ngồi qua bên phải nó xa, thì mình đánh mình canh lúc nào cũng đâu có chuẩn bằng cái bên trái là nó sát với mình. Dù em đi em cứ lý kiến hậu, cái chân trái của em là nó nằm mép trong của bánh xe. Thì bây giờ cái chân trái của em cách với cái tim đường đó 50 cm, cách giặt sơn á, cách 50 cm thì mình đi ok, là cứ cách nửa mét ra. Đó là cái điểm chuẩn để mình canh thôi, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, thường trường hợp mình đi á, ví dụ chưa quen á, ta nói lấy cái này của gạt nước này nó trục vô cái tim cái vạch sơn á, hoặc là ta chạy ở ngoài đường này mà để làm sao cho đừng lấn lại trái á, ví dụ đường nó không có giải phân cách mà nó chỉ có vạch sơn thôi á, là ta lấy cái đầu gạt nước này đó, đầu gạt nước ở ngoài á nó trục vô với vạch sơn. Nhưng mà đó chỉ là mấy cái là để chỉ cho mình biết cái vị trí canh thôi, chứ không có ai mà chạy ngồi canh cho chính xác đúng không? Dạ. Không? Rồi ga nhẹ lên số 4 luôn, nó có ai mà canh chính xác cho cái điểm đó đâu. Rồi đạp đi họ, đó cực thiệt chứ bộ thầy, mưa gió thì cũng dầm mưa lên. Rồi này đi xuống nằm luôn, này bỏ ra ra nằm đi hộp vô, lắc nhẹ qua phải đẩy lên, đúng rồi, rồi nằm đi hộp lên, nằm hết đi hộp lên trước. Này mà tới lúc mà học mà ra đường trường là chạy ăn đứt mấy người kia luôn. Bữa nào lên đây bổ túc tay lái rồi. Nói chứ thí dụ trường hợp yếu quá thì cho chạy ở trong cái khung đó, chứ ta biết chạy chạy đường đâu, bắt ngồi chạy trong đó là làm biển mệt chán lắm này, chẳng thà ra ngoài đường chạy vậy cho nó thoải mái. Cho nên chứ chỉ vòng hai cái đường rồi đi ba đi bốn rồi đấy được. Ra mấy cái đường này nó vắng vậy chứ chạy nó cũng đỡ, nhưng mà nó khỏe cũng có quần riết vậy, chứ có người quần 6 tiếng đồng hồ trong đó chưa dám cho ra đó. Tử á, chạy mà đang chạy vậy mà tới cái ngã ba mà kêu
rẽ trái xong kêu trả lái, không trả lái mình đánh luôn qua bên trái nữa, muốn quay qua lại trái luôn. Nội không dám cho ra đường nữa. Ra đường mà chạy sao đỡ kịp. Đang trả lái những cái thấy xe xỉa qua lại trái cái kịp trả phải nữa. Nó bị tâm lý á, hơi gối. Cái thấy xỉa qua đó cái nó tản ngược phải không trả. Kiểu trả phải không trả nó quýnh vô mặt cái ào qua bên trái nữa. Chạy kiểu này là giờ học xa hình là ok.